Hello. Hái Hello. hái được nhiêu rồi? Hái được nhiêu đây nè. Nắng quá mà lẹ lẹ đi con. Ok dạ. À, mình hái rau vườn để vô ăn với cháo cá lóc đó các bạn. Thấy rau gì là hái nhau đó. Bây giờ này là mùng tơi tím, phải không ạ? Ừ, Mùng tơi mình tím, tím. dây tím đẹp quá Ừ, ha. hái. Hi guys, so we are gathering some vegetables from the farm here, or the garden, to eat with the congee fish. Like a hot pot congee fish. Hôm nay mình mua cá lóc về mình nấu cho cá ăn đó. Con cá lóc rất là bự. Wow, càng cua bó càng cua ngon quá ha. Rau vườn ăn nó sạch đó, đó bạn ơi. Rất là sạch, càng cua. Ừ. Ok, đi lại đây hái còn mấy Ủa, mấy nè, lóc mồng này tơi nữa nè. Mồng tơi ngon quá nè. nè. Ừ. Hái thêm mồng tơi đây nè. Mồng tơi tím ngộ quá ha, cái dây nó tím. Ừ, tím. Mà cái lá thì xanh. Ừ. Ngộ quá ha. Ừ. Nắng quá chị tím đó. Nắng nhanh nhanh hái nhanh nhanh nhanh. Nè, hái nhanh lại vô để nóng. Nó thì nóng. Cái này nó có mà nó thưa thưa chứ không có không Rồi. kỳ. Mỹ thấy ít có hồng tơi tím. Không có nó. Tím mà chỉ cái cọng tím thôi chứ. Đây nè, đó, đây Ừ. nè. Mặt lại nè. Rồi. Ở đây có Giao bó cả trời. rau cả trời. Non hái cái non đó nha. Dạ nó hái trên cái lọt ngon nè. Ừ. Đó. Ăn thơm. Quá trời thơm. Thơm thiệt á. Ừ. Có được bó ở đây ngon nè. Hái cái đọt không à. More vegetables. Nóng quá còn ơi nóng lẹ đi nóng con dạ 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 nắng ơi. lên nó nóng dữ lắm. Đậu rồng. Đậu rồng nè. Đậu rồng non hái vô u thích ăn cái non hái cái à. nào nhỏ nè. Ừ. Đậu rồng ngon. Hai trái đây nè. Non ngon nè. Thích ăn non rồi nè. Rồi được rồi. Rau má. Chỗ này hơi mát một chút, thấy rau má nữa. Ở ngoài nó nắng quá trời luôn. Nắng ở bển là lạnh muốn chết gì vậy, nóng muốn chết mà các bạn ơi, mò mở dầu rồi nó chảy ra vậy đó, nó nóng mở dầu chảy mở chảy dầu luôn nè. Dạ, hái nhanh nhanh mở dầu rồi rồi xong rồi xong rồi này. Rồi đây nè xong rồi rồi đó xong rồi đó. Ok rồi còn như còn chút rau má nè, cái chậu này đây nè, cái đây nè ba. Thôi ăn chắc ăn đủ rồi đi vậy con. Hả? Thôi được rồi. Mẹ muốn ăn ngò gai không? Thôi ngò gai gì chi. Vậy hả? Ok. Các bạn ơi, cái gai này giống như là xà lách son vậy nè. Mình hái vô mình ăn. More vegetables. These are edible vegetables. Hái cái đọt cho non non vô mình nhúng ăn với cháo. Ừ. Màu tím tím đẹp quá. Ừ, tím giống như xà lách son mà nó có màu tím. Ừ. Ngộ ha, ừ, tự mình tự không biết salad tên gì. Yeah. Nhiều cái rau mình There's không a lot biết of different được. kinds of vegetables, but I don't know the name, but it's all edible here. Có cây mận nữa các bạn ơi, mình hái cái mận nè. I think these are called sugar apples. I'm gonna pick the right one here. Đây. Mấy cái đỏ đỏ nè. Mấy cái đỏ đỏ nè, nhưng mà chưa đỏ lắm. Để kiếm mấy cái đỏ thịt đỏ đây nè. Có con trái này đỏ nè. À rụng rồi. Con chùm đỏ cút dưới đây. Thấy trái này nó đi nóng đâu đâu quá. Đâu. Ô thấy rồi thấy rồi thấy rồi. Rồi. Ôi, mẹ đây. Nóng quá rồi đó. Rồi. Thôi để chờ mát nữa nha, thấy được rồi. Trời rồi. 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 Nôi, nóng quá. Fresh vegetables. Rất là tươi ngon. Ok. Bây giờ mình ăn cái lẩu cháo cá.
Okay, so we're eating the fish congee hot pot. Bây giờ nó sôi quá trời ngon đó các bạn thấy không? À, mình mua nấm rơm quá trời bự luôn. Bây giờ múc cho bà nấm rơm bự khổng lồ nè. À, ở bên Mỹ thì nấm rơm vô hộp mà nó nhỏ xíu à, còn đây còn khổng lồ nè. These straw mushrooms are fresh and they're super big, so they're really good. Giờ múc cho mẹ ăn chén nè, mẹ mình nói xé bà cái xương ra đó. Đó, rồi cái để vô cháo à, chén của mẹ nè. Rồi, múc cái con luôn. Rau dừa ngon không? Quá xinh ngon. Rau đủ thứ rau hết. It's all kinds of vegetables. Alright, so we're gonna dip it into this hot pot. We'll cook the vegetable and we're gonna take it all and eat it. Đậu rồng. Cho mấy miếng giá. Còn giá. Để ăn cháo. Để ăn chén. Còn để ăn chén. Thôi còn lấy mà. Ăn cháo cá quá. Cá hú còn ăn với cơm này dạ. Cua biển, cua biển rang muối, rang muối là mỗi cháo giá cho mẹ. Rồi đây rồi rồi ăn có vừa ăn không ngon không? Ngon, vừa ăn ngon quá. Cái mồm ngọt ngon quá. Cái mồm tươi mà. Lâu quá không ăn cái mồm tươi. Ăn dài dài khá hơn nấm rơm trong hộp. Trời ơi, về quê hái rau vườn nhóc hết trơn. Ăn đã luôn. Ngon quá. Dạ, nấm rơm này ngon quá trời. Múc rau ra ăn. Wow, nóng. Đặt hết trơn ha, nước nhiều nước. Nước ăn mới ngon. Dạ, đúng rồi, cái nhiều nước mới ngon. Nóng quá trời. Ăn là sức mồ hôi. Đã bị nóng rồi còn ăn nóng vô nữa. Nhưng mà tại vì mệt quá, bữa nay mình mệt quá. Bệnh mệt mệt mà nên nấu cháo ăn cho nhẹ bụng nó khỏe nè. Về quê ăn rau đã luôn không? Có một vỗ rau luôn. Đủ thứ rau, không biết mà cải luôn. Dừa tươi nè. Dừa này là dừa dâu, dừa dâu. Dâu. Dừa hấu này nó có hột nè. Ở Việt Nam mà thường thường là dưa hấu hột nhiều hơn. Bên Mỹ thì nó không có hột. Mấy bạn thấy trái dừa không? Trời ơi, chút mai nó chặt nè. Trời ơi, chặt trái dừa. Con nát tan. Chặt hay quá trời. Con gặp á. Chặt không dám quay luôn. Đẹp mà. Đẹp đâu không thấy chặt trái dừa thấy cái quải. Coi nè, nó con chặt cái này luôn nè. Đó, thấy không? Các bạn thấy đẹp không? Con chặt nè. Trái dừa này gọi là dừa dâu uống ngọt lắm. Ngon quá, ngọt. Mình không có thích uống nó có ga, cái trái bự nó có ga, chắc là cái này ngon. So this is called this type of coconut pumpkin is called dâu dừa dâu, which is berry coconut, the tiny. The small in size compared to this one right here. Ngon quá. Trời ơi, còn mồ hôi nó chảy. Quá trừng mau. I mean like, đúng rồi, ăn cái lẩu này nóng, trời đang nóng mà ăn còn cái lẩu nóng vô nữa, giống như là đi tắm xong. Hơi vậy đó, đi xong vậy. So, it's really hot temperature here in Vietnam. I don't know, I think it's like 90 degree, 85. But it's really hot and humid, and we're eating a hot pot, so which makes it even hotter. It's like going to a sauna. Đây là ở farm. It just wet all over. Ở farm đây. Yeah, ở nhà quê đây các bạn. Nhà quê nha măng quê mình nè. Đây là miền Tây. Nhà măng quê mình đó. Hồi xưa mình ở đây nè, bây giờ
Em mình ở đây. Hôm nay mình về thăm gia đình. Nhưng mà hôm nay cũng không có được khỏe nên không có làm clip. Mong các bạn thông cảm nha. Con mình nó về nó bị bệnh nữa. Mình ra không chậm trễ, không có làm clip. Không có làm clip nên bữa nay phải mới nấu cháo ăn mới làm clip nữa. Để phim các bạn xem nha. Ngon quá. Cháo nóng quá. Gấp gao ăn. Về không có được bao lâu hết trơn, phải đi về bển đang đi làm. Dạ. Nhưng mà tại vì bị bệnh nữa, bệnh cả tầng rồi. Còn để gao thêm vô nữa. Dạ, sợ. Phải đi bác sĩ ở trên thành phố. Rồi mới về đây trễ nè. Đúng rồi các bạn ơi. Bữa nay là bớt rồi đó các bạn ơi. Dạ. Đây là cần cua. Rào. Phải vô món rào thường. Dạ. Bệnh quá nên không có mà để vô ăn uống gì trơn, bữa nay nấu cháo cho ăn nó vô nhiều chút. Rồi mình về đây có 2 tuần rồi, không có lâu. Tại vì đáng lẽ là đi về rồi đó, đi về Mỹ rồi đó. Đúng rồi, tại vì bệnh nó ở lại đó, ở lại cho hết bệnh mới đi về được mấy bạn ơi. Lên máy bay mà bệnh nó không cho lên, giờ phải ở lại. Ở lại hết bệnh mới được đi về, chợ nó bệnh về đi làm chứ đâu có ở lâu được chơi. Đúng rồi. So I was supposed to just go to Vietnam for 1 week, but I came over here, I got sick, so I had to stay and recover. So it's almost 2 weeks. Gần đi lại nữa rồi. Bữa nay nấu cháo quay clip ăn. Yeah. Rồi các bạn xem. Đậu lòng non, ăn gì nó ngon, nó thích đậu lòng non nữa. Về quê ăn rau sạch cho nó đã. Ngon. But I'm almost going back to America. Ăn cháo nóng vậy nó ngon. Nóng ở bển thì bị bão tiết thôi. Lạnh muốn chết luôn, về đây thì nóng như lửa đó, giống y như cái lò lửa đó, lúc nào cũng mồ hôi chảy ra như nước luôn vậy. Có gió là đỡ chút mát, không có là nó nóng. Cá lóc tươi fresh mudfish, snakehead fish from the market from chợ Nha Măng. Phải ăn miếng. Gạo chính là mình có gạo cả trời, gạo má, đây gạo cả trời nè, gạo má. Đậu rồng đây nè, rồi càng cua bộ nhót nữa đó, bộ nhót nè đó, mồng tơi nữa. Nhót ăn ngọt lắm. Dạ yeah. Đúng rồi. Cái này cái gì, cái này gì à? Cái đó rau chay. Rau chay, rau chay với lại cái rau mà nó giống như cái xà lách son á, nó tím tím á. Biết sao á, rau gì nghe đâu không biết nhưng mà có trong đây luôn nè. Có. Ngon lắm. Ủa dạ trời ơi, nóng quá. Nóng dữ lắm mẹ ơi. Cái loại ăn lâu quá nó nóng á. It's super hot. Nóng dữ. Nóng quá trời, cá lóc ngon quá. Cá nạc không à? Nạc không. Không có tanh thấy không? Không có tanh. Ừ. Vậy là cá làm, cá cũ á, để đâu cá cũ nó tanh thôi. Ừ. Cá này rất là ngon. Baby đậu rồng. Cua này cua biển hay không à? Cua Cà Mau. Cua Cà Mau. Ok. This is a local crab from Cà Mau. Ở bển đâu có mua được. Đúng rồi, đâu bển đâu có Cà Mau. Ở bển có cua biển. Cua đá cua biển gì, ở bển đâu có cua Cà Mau Việt Nam mình đâu. Không. Cua Cà Mau Việt Nam nè. Ăn nó khác làm sao không biết, hồi đó giờ mình chưa có ăn. Dạ con đi, cho mẹ biết. Cái con lột ra cho mẹ. Đây, hộp bảy cái chén rồi mẹ con này. Nha. Để nó thức ăn gặp. Ăn có ngọt không? Dạ. Ngọt không? Thịt ngọt đó. Ngọt. Thịt ngọt.
Nhưng cua này mình mua cua không bự hơn cua dừa. Con thử rồi. Ăn cũng được. Cua Cà Mau ăn cũng được, thịt nó ngọt. Hình như không phải Cà Mau à. Ồ đúng rồi, mẹ nói đúng rồi. Đúng rồi. Mua cua Cà Mau là con có gạch đó, con đó đó, cua Cà Mau đó. Ủa mẹ có mua con còn mua Cà Mau hả? Mấy con Cà Mau còn mấy con ở Bến Tre à? À. Ồ. Giờ là hai loại trong đây. Wow, gió mát quá. Gió ngọt quá. Ngọt hả mẹ? Ừ. Ngọt quá chừng ha. Super sweet. Này dưa. Này dưa hấu à. Ngọt. Giờ đây ăn dưa hấu có hột cũng ngon chứ. Có hột miếng ngọt. Nó hột nó nổi đẹp ghê. Nó miếng ngọt rồi, có hột cũng đâu sao. Hết rồi. Bỏ khác. Ở Mỹ cũng có bán dưa hột. Có hột. Nhưng giờ cũng có bán nữa. Quá chừng ngon. Hào là các bạn thấy có cái này là cái gì biết chưa? Cốm dẹp nè mấy bạn. Cốm dẹp. Để mình ăn. Dừa nhiều dẹp. Quá em mình làm bánh cốm dẹp mình ăn nè. Chút thôi, chút ít thôi, nhiều quá no rồi. Mày thích cốm dẹp lắm, nó ngon lắm. Con thì thích ăn cốm dẹp. Ngon. Đó. Vậy đây mặt thức mà ăn làm cấm dẹp nó nhiều vào nhiều nè. Có bệnh mình làm hoài không được. Ngon. Ăn rau đã luôn. Uống rau không? Nó lại uống nước dừa đã luôn. Sáng giờ uống rồi. Không biết phần trái rồi. Nó nóng lắm ăn nhiều cũng được, uống nước dừa mấy bạn ơi. Đúng rồi. Uống nước quá trời luôn, cơm thì ăn ít. Mà nước dừa thì uống nó tốt. Nó giải khác á. Nóng mà cứ ăn uống nước dừa. Uống nước dừa với ăn dưa hấu. Ăn dưa hấu. Còn nữa nha. Ok các bạn ơi, cảm ơn xem video của mình nha các bạn. Mình hẹn các bạn lại những video sau của mình nha các bạn. Xin chào các bạn. Guys, thanks for watching. Hope you enjoy our video in the countryside. We'll see you in our next video. Bye guys. Yeah.